Xin chào mọi người, đã quay lại với kênh Tiki Food của mình, kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái món chả trứng ha. Thì cái món chả trứng này là một cái món mà mình hay đi mua cơm sườn ở ngoài chợ á các bạn, mình thấy người ta làm á, có các thành phần gia vị như là thịt băm và bún tàu, nấm mèo đồ rất là ngon ha. Thì hôm nay để làm được cái món này mình cũng đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Thì trước tiên là mình mua thịt ba chỉ về mình băm ra ha, băm nhuyễn ha. Thì cần khoảng 200g thịt ba chỉ, và ở đây chúng ta cần 5 tay nấm mèo, 3 tay nấm mèo nhỏ thôi, chúng ta cũng băm nhuyễn luôn. Ở đây cần 5 cái hộp gà ta ha. Và ở đây thì mình cần cái miếng ha, miếng phú hương á, miếng như này mình ngâm nước cho nó mềm rồi mình xắt nhuyễn nó về các bạn ha. Thì các gia vị thông thường như là tỏi băm, hành băm, và có nước mắm ngon, hành lá, mồ cà no, bột ngọt, tí xíu đường và tiêu. Rồi trước tiên chúng ta sẽ ướp cái gia vị này xong chúng ta sẽ bỏ lên sửng hấp ha. Cái này rất là đơn giản, rất là dễ ha. Ba cái quả trứng gà trước nha các bạn. Mình đập ba quả trứng gà vô đây. Mình đập ba quả trứng gà vô đây luôn ha. Hai cái quả còn lại thì mình cần lấy lòng đỏ thôi nha các bạn. Rồi sau đó là mình sẽ đổ hết cái phần thịt và nấm này vô ha. Chúng ta quậy cho tan này nè, đổ hết phần này vô. Chúng ta cho phần tỏi băm vô, hành băm vô. Chúng ta cho phần bún tàu vô. Chúng ta cho hết phần cà no này vô các bạn ha. Chúng ta cho tiêu vô. Chúng ta cho tí xíu đường vô nha, cái này không cho nhiều. Ở đây chúng ta cho bột ngọt vô. Ở đây chúng ta sẽ cho nước mắm vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Rồi các bạn, sau khi mình trộn xong á thì nó đã đều ha, mình sẽ lấy một cái dĩa và trong cái dĩa này mình cho một ít dầu ăn nha các bạn. Để mình đổ lên cái trứng lên đây nè. Rồi đó mình hấp á nó không có bị dính cái đế ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổ lên nha. Rồi ở đây mình sẽ đổ đều lên ha. Đó. Mình đổ đều và mình căng đều ra ha, cho nó đều lên cho nó dễ ha. Rồi các bạn, sau khi mình trộn đều và mình xớt ra một cái đĩa ha, mình để cho nó ngay ngắn thì mình bỏ lên một cái chảo, một cái nồi. Trong cái nồi đó chúng ta bỏ một cái dĩ hấp và chúng ta chế nước vô, chúng ta sẽ hấp kích thủy trong vòng 30 phút nha các bạn. Và trong cái phần hai cái trứng gà còn lại các bạn sẽ đập ra một cái chén ha. Các bạn quậy đều lên cái này ha các bạn, để dành riêng sau khi mà cái chả kia mình hấp kích thủy nó chín á. Nó chín thì chín xong cái bắt đầu mình đổ cái này lên lớp mặt ha. Để cho cái chả chúng ta có cái màu rất là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta hấp cũng được khoảng 20 đến 30 phút đó các bạn. Thì cái phần chả này chúng ta cũng thấy là nó chín rồi đó ha. Nó phù lên rồi ha. Bây giờ trước tiên thì cái phần làm rõ trứng gà chúng ta lấy á, chúng ta sẽ chét một cái lớp mỏng lên đây ha. Để tạo cái màu cho nó đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại ha các bạn ha. Đây nắp lại khoảng 5 phút nữa nha các bạn. Rồi khoảng được 5 phút chúng ta dở ra xem nha. Trời ơi quá đẹp luôn các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta tắt ra là để nguội chúng ta đem ra được rồi các bạn ha. Như vậy là cái món chả trứng chúng ta đã thành công rồi các bạn. Thì có người ta bỏ vô cái tô á, người ta làm ha, mình thì mình bỏ ra cái dĩa để cho dễ cắt, dễ gấp ra ha. Rồi sau khi chúng ta hấp chín rồi các bạn, mình sẽ lấy cái đĩa này ra ha. Thì như này thì các bạn có thể dùng dao chúng ta cắt từng miếng một để cho vừa ăn vừa gấp ha. Thì các bạn thấy cái này của mình có cái màu vàng tươi rất là hấp dẫn từ cái màu trứng ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng nha các bạn. Các bạn thấy cái thịt trứng này nó cứng ha, rất là ngon đúng không? Bây giờ mình ăn thử miếng nha. Rất là vừa ăn, rất là ngon nha các bạn. Rồi có vị thơm của trứng nè, miếng nè, vị giòn giòn sực sực của nấm mèo nè,
vị nói chung là không tả được nha, rất là ngon các bạn ha. Thì như vậy mình đã chia sẻ với các bạn một cái món ăn rất là đơn giản nhưng mà mang lại một cái khẩu vị rất là lạ, rất là ngon từ trứng và thịt. Chúc các bạn thành công, các bạn hãy nhanh tay bắt tay vào làm cho gia đình mình cái món ăn này, để làm đây là một món ăn cơm cũng như là món nhậu cho các bạn ha. Các bạn thấy video clip này hay ý nghĩa thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ đăng ký xong thì nhấn cái chuông ở bên phải để nhận được thông báo những video clip mới và tiếp theo của mình ha. Chúc các bạn thành công và ngon miệng nha.